một ngôi chùa được xây dựng trên mảnh đất hình rồng. Dựa mình vào núi Sài Sơn, chùa thầy uy nghiêm, tĩnh lặng, mang trong mình nét văn hóa tâm linh hàng ngàn năm qua. Đón xem tập tiếp theo của Hành Trình Văn Hóa Việt, chùa thầy chốn thiền môn thanh tịnh, vào lúc 19:50 thứ Bảy ngày 11 tháng 11 trên truyền hình Vĩnh Long 1.